Quý vị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. À, hoa đó là cái ngôn ngữ không lời và một cái để nói kết tình cảm rất là tuyệt vời. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Và ngày hôm nay cũng là cô giáo Ngọc Mai, người sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện một mâm trái cây để chúng ta đón giao thừa quý vị nhé. Dạ, xin chào cô Ngọc Mai. Chào Tâm Anh, chào quý khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ trang trí một tác phẩm để đón giao thừa. Những trái cây mà rất là quen thuộc cho ngày Tết cổ truyền của mình, dưa hấu, bưởi và khơm. Dạ. À, và hoa để chúng ta có thể trưng bày cùng với mâm trái cây của ngày hôm nay. Thì Tâm Anh thấy cô Ngọc Mai có chuẩn bị hoa thanh liễu này, hoa cúc. Và lá thì chúng ta có lá tùng nho và một ít lá trúc bách hợp. Bên cạnh đó chúng ta còn có thêm hoa lan bồ cạp nữa. Một sắc đỏ rất là rực rỡ vào ngày Tết. Và để chuẩn bị cho một tác phẩm thì chúng ta tùy theo vào không gian của gia đình, có thể lớn, có thể nhỏ. Chúng ta có thể sử dụng những khay ở nhà đang có sẵn, những mâm ở nhà đang có sẵn để ta trang trí. Và hôm nay với hộp như thế này, và khi đặt xốp vào thì nhìn từ xa thật ra là không thấy phần xốp, có nghĩa là phần xốp được nằm ở trong hộp. Và những trái này để được đứng vững, có thể là để lên những chén, những bát. Và ta sẽ cài lại để làm sao được đứng vững, được chắc chắn. Những đoạn que xiên để cố định, không đâm vào trái, chỉ tựa vào xung quanh làm bờ rào cho trái, để làm sao chặn lại nếu như di chuyển đi đâu thì ta thấy rằng vẫn vững vàng, vẫn chắc chắn. Và có thể thêm keo nến dán giữa khe của trái với chén này lại. Như vậy thì trái của chúng ta sẽ được chắc chắn hơn. Đúng vậy. Và nếu như để ở ngay tại nhà thì việc gia cố cho thật chắc chắn này không phải là quá căng thẳng, vì có thể là vừa đủ để vững là được. Nhưng nếu đem đi đâu xa thì chúng ta phải kỹ càng trong cái việc gia cố, làm sao cho vững, cho chắc các trái và trên đế và trên phần xốp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần hoa trước hay là lá trước ha cô Ngọc Mai? Và hôm nay để bước vào phần trang trí, việc đầu tiên là chúng ta sẽ che điểm khuyết. Ở đây điểm khuyết đó là những chén mà ta nhìn thấy. Có thể là sử dụng chén thủy tinh, có thể là sử dụng chén sứ, tất cả đều phải được che. Ta phải che phần chén này trước nha. Che phần chén xong, ta sẽ có phần lá để tạo dáng, sau đó sẽ có hoa đi theo trong lòng khung lá. Rồi, có thể là tất cả các loại lá gì mà ta có hay ta thích để đưa vào. Hôm nay với những lá dương sỉ, và những lá dương sỉ đã được sơn màu như thế này để đưa vào để che, Tâm Anh thấy là vài nét thôi sẽ không thấy được những cái điểm khuyết. Che đi những que xiên nè, che cái phần chén mà được lộ ra, gọi là đó là cái phần để giữ vững cho những trái của mình, nhưng sau đó để không được thấy nha. Đó, Tâm Anh thấy là bây giờ tí xíu thôi nhưng mà cho được che kỹ, và sau đó bắt đầu bây giờ vào cái việc để trang trí cho đẹp. Cho phần lá trước nha. Ta có phần lá trúc bách hợp, là những trúc bách hợp sọc rất là đẹp để tựa vào, với màu xanh, với sức sống như vậy để dịp đón xuân sẽ thấy rằng sự sung túc và khởi đầu cho một năm mới. Tâm Anh ơi, có thể là thêm những cái phần lá còn lại che đế phía sau ha. Dạ. Để phần phía sau cũng được đẹp.
với lá ở phía trước, đó là lá dương sĩ. Quý vị có thể là để nguyên hoặc là chúng ta sơn nhũ bạc. Ở đây Tâm Anh thấy cô Ngọc Mai đã sơn nhũ bạc để cho bình hoa của chúng ta thêm trang trọng, thể hiện sự chăm chút, nhất là với giao thừa, một sự kiện rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta. Và khi có được lá che điểm khuyết nè, lá đóng khung, thỉnh thoảng những nét lá che đế. Và bây giờ ta sẽ cho phần hoa vào thứ tự. Những hoa mặt lớn ta sẽ cho vào trước, và sau đó sẽ đến những hoa mặt nhỏ. Đầu tiên ở đây ta có phần hoa cúc, sẽ cho hoa cúc vào làm tâm trước. Và có thể là điểm một tí xíu những nét hoa hồng. Khi có được những hoa lớn, những phần hoa chính, và bây giờ ta sẽ điểm những nét hoa phụ vào. Với bình hoa để đón giao thừa, chúng ta có thể là chọn các loại trái mà gia đình mình thích. Với loại hoa, màu hoa mà hàng năm gia đình vẫn cứ sử dụng, nhưng năm nay việc kết hợp hoa và trái chung trong một tác phẩm sẽ thấy rằng là sự rực rỡ và một điểm mới để cho khởi điểm một năm mới với những thành công mới, những thắng lợi mới ha. Thường thì với phong tục tập quán của người Việt, khi mà đón giao thừa chúng ta sẽ chuẩn bị những mâm ngũ quả. Tuy nhiên là Tâm Anh thấy rằng là có nhiều người họ vẫn thích theo cái sở thích của gia đình mình, nên là sẽ chọn các loại hoa quả khác nhau mà không nhất thiết là phải 5 loại quả. Và mỗi loại trái cây như thế này đều có những cái thông điệp rất là ý nghĩa trên từng mặt trái cây đó cô Ngọc Mai. Đúng vậy. Đây chúng ta chỉ thấy là với 3 loại trái cây thôi, nhưng mà chúng ta đã có được một mâm trái cây rất là đặc sắc để chúng ta cùng gia đình mình quây quần đón giao thừa rồi. Việc kết hợp giữa hoa và trái cây cũng là xu hướng được rất là nhiều người ưa chuộng hiện nay. Ở đây Tâm Anh thấy chủ đạo cô Ngọc Mai lựa chọn màu hoa đó là màu đỏ. Tuy nhiên rằng là quý vị có thể sử dụng một màu khác như là một màu vàng hoặc là đủ sắc màu để chúng ta thể hiện một mùa xuân phong phú với nhiều loại hoa lá khác nhau cũng đều được. Tùy theo ý thích của mỗi người thôi mà chúng ta sẽ có những tác phẩm cho riêng mình. Đây quý vị có thể nhìn lại bình hoa cô Ngọc Mai đang hướng dẫn cho quý vị. Chúng ta đã có hoa chính này, chúng ta đã có những nét hoa phụ. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong chưa cô Ngọc Mai? Xong rồi Tâm Anh ha. Dạ. Vâng, một thời gian rất là ngắn đúng không thưa quý vị? Với sự hướng dẫn rất là chi tiết từ cô giáo Ngọc Mai thì chúng ta đã thực hiện được một bình hoa kết hợp với trái cây để chúng ta đón giao thừa trong một dịp rất là ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tâm Anh xin chúc cho quý vị sẽ thực hiện được thật nhiều những tác phẩm đẹp và ý nghĩa nhân dịp Tết quý vị nhé, để làm đẹp cho ngôi nhà của mình và để có những cái không gian thật ý nghĩa cùng với những người thân của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Hướng dẫn cắm hoa mong rằng đã mang đến cho quý vị những cảm hứng từ hoa lá để từ đó chúng ta có thể làm đẹp hơn cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Tâm Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.